chào mừng anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Ha. Như một vài video trước em cũng đã giới thiệu và đã giới thiệu về tổng quan chiếc máy thái bắp cải hay là máy bào bắp cải, máy thái đa lát này rồi, và cũng đã trải nghiệm với anh chị về một vài món như là thái một vài loại nguyên liệu như là thái cà rốt, thái dưa chuột, rồi thái một vài nguyên liệu khác nữa. Thì video này em sẽ cùng anh chị trải nghiệm tiếp về một thái hai loại nguyên liệu nữa, nhất là với bắp cải tím và hành tây, cộng thêm là sẽ test thử cái tính năng, đó chính là tính năng quay bằng tay khi chúng ta mất điện, vì chiếc máy này đang xài motor điện chạy bằng adapter nguồn đây, nhưng mà khi mất điện chúng ta sẽ xài bằng tính năng là quay bằng tay. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là cái khi quay tay nó sẽ như nào. Thì trước tiên là đây, nguyên liệu thì em đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi đây, máy thì em đã cắm nguồn điện sẵn rồi, còn nguyên liệu em đã chuẩn bị nguyên liệu đây rồi. Bắp cải tím em đã bổ và đã cắt cái lõi đi rồi, thì để đảm bảo nâng cao cái tuổi thọ của chiếc máy thì các chị nên cắt bỏ lõi nhá, để chiếc máy nó không bị motor nó bị giật, không bị đứng khựng lại. Thì vì đây là những cái lưu ý để các chị có thể biết được là cái máy nó vận hành như nào, để làm sao mà nó nâng cao độ bền cũng như là nó vận hành đúng quy trình kỹ thuật. Đây thì sau khi chúng ta đã cắt bỏ lõi thì em sẽ bỏ cái máy này vào trong máy. Đây, kéo rút cái phần tay đẩy tự động ra. Tay đẩy tự động gì nhá, chúng ta không cần phải dùng tay để ép vào đâu, nó có hệ thống lò xo tự đẩy, tự ép nguyên liệu áp sát với cái lưỡi dao ở trong đây và nó sẽ tự chạy thôi. Đấy, sau đây em sẽ bật điện gì cùng coi nhá. Đó, như thế này, sản phẩm của nó đây. Rồi, nó rất là mỏng nhá. Cái này thì rất thích hợp cho các anh chị làm salad hay là làm một vài những anh chị mà kinh doanh về các món như kiểu là liên quan đến rau sống hay là bún phở, bún hay là bánh đa cá mà cần phải nhu cầu thái những cái loại cần thái những loại nguyên liệu bắp cải hay một vài nguyên liệu khác mà cần độ mỏng nhá và nhanh, thái mỏng và nhanh, thì đây chiếc máy này nó sẽ đáp ứng cho anh chị một cái tính năng như thế. Đó, như thế chưa, 1/4 cái bắp cải mà thái trong vòng cỡ khoảng 30 giây. Đấy, chỉ khoảng 30 giây thái xong 1/4 cái bắp cải đó, chị thấy chưa? Đây thành phẩm này. Nó rất mỏng nhá. Cái này mình chỉ cần, nếu mà khách hàng ăn sống thì tuyệt vời. Mà khách hàng muốn ăn chín thì ta trần, chỉ cho vào cái giỏ trụng hay là cái rổ ấy, ta trần qua nước nóng và là nó sẽ đảm bảo là đủ để khách hàng yêu cầu ăn trần mềm. Đấy. Đây là cái tính năng chạy bằng điện, và sau đây em sẽ rút nước điện nguồn ra. Khi mất điện thì em sẽ, đấy, ví dụ này mất điện thì chúng ta sẽ tiến hành là tháo cái mặt phía trước này anh chị nhá. Khi tháo chúng ta vặn con bu lông này lên trên, vặn ra và nâng lên trên, nhấc ra. Đấy, nó rất thao tác cũng rất dễ dàng thôi. Đây là cái tay nắm mà tay quay nó sẽ đi kèm với chiếc máy này, thì anh chị để trên cái hệ thống lưỡi này có một cái đầu ren sẵn rồi, chúng ta chỉ việc xoáy cái tay nắm này vào và nó sẽ giải quyết cho chúng ta cái sơ cua trong lúc cấp bách mà nó bị mất điện. Đó, em đã gắn xong cái tay nắm và sau đây em sẽ cho cái nguyên liệu cái bắp cải, 1/4 bắp cải còn lại vào nhá, để em thái tay cho anh chị cùng theo dõi nhé. Nó nhìn nào. Đấy, em sẽ thái này, em quay này. Này, quay như này thì đối với một người đàn ông hay là một bạn nam ấy, quay rất đơn giản nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà nếu phụ nữ thì có thể hơi nặng một chút, nhưng mà mình thái, mình quay mấy lần rồi sẽ quen. Chị mình theo dõi đây. Nó rất đều đặn này chị nhỉ, cái thành phẩm nó đang rất đều đặn này và rất là hay. Đấy, đây là thành phẩm của nó, chị nhìn theo dõi này. Đó, như thế chưa? Đây là thành phẩm của
của chiếc máy thái bắp cải, máy bảo bắp cải. Đấy. Thái tay không khác gì thái máy chị nhá. Thái tay không khác gì thái máy, có thể nói mất công một chút nhưng đổi lại nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta, và vẫn chúng ta vẫn không bị thiếu mất nguyên liệu hay là không vì mất điện mà chúng ta không làm được. Đây, chiếc máy này đã được cải tiến, gắn thêm cái tay quay sức cua, nó sẽ giải quyết cho các anh chị trong những trường hợp mà mất điện. Chính vì thế mà các anh chị theo dõi hết video và không chị để nhận định rằng đây là chiếc máy cần thiết cho chúng ta trong nhà hàng chúng ta, trong mô hình kinh doanh chúng ta. Đấy, thì các chị cần tư vấn thêm về sản phẩm chiếc máy thái bóc cải, máy bảo bóc cải này, thì các chị vui lòng liên hệ số hotline ở trên màn hình để được Điện Máy Aha tư vấn và hỗ trợ của anh chị. Xin cảm ơn các anh chị đã đăng ký kênh, theo dõi kênh và dùng sản phẩm của Điện Máy Aha. Cảm ơn các anh chị.